220 có cả bình ắc quy. Loa này là loa tốt các bác nhá, loa kéo loại tốt đấy. 2 bass 40. 2 loa tép kèn. Giá 7.500.000, sản phẩm hàng mới. Bảo hành 12 tháng các bác nhá. Bảo hành 12 tháng. Tiếng khá là hay này. Đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, em xin được giới thiệu cả nhà nhá. Các bác thân mến, đây là chiếc loa kéo GSX được lắp ráp tại Việt Nam các bác nhá. Lắp ráp tại Việt Nam. Các bác thân mến, là nếu mà nói đến hàng lắp ráp tại Việt Nam đúng không ạ, thì nhiều anh em là không thích đâu vì chất lượng nó kém, nhưng mà đây là em giới thiệu thật chuẩn về nguồn gốc xuất xứ. Chứ bây giờ đầy những sản phẩm hàng sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam, nhưng anh em cứ phải lừa người dân, lừa người tiêu dùng là hàng nhập khẩu từ nước này nước kia về. Bản thân em là không làm như vậy các bác nhé. Quan điểm làm việc của em là nói rõ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, giới thiệu rõ về tình trạng của sản phẩm và báo giá công khai. Còn các bác cảm thấy hợp lý thì mình mua mình sử dụng, đúng không ạ? Giá 7.500.000 đồng các bác nhé. 7.500.000. 2 bát 40 này, có mạch công suất, có 2 loa tép, có echo, có reverb, có cả 2 micro các bác nhé. Chỉnh bát của nhà, check của nhà, mic 1, mic 2, check mic, bát mic, echo, delay, reverb đủ cả các bác nhé. Có chế độ Bluetooth, ok chưa? Có chế độ AUX vào, có chế độ nghe radio các bác nhá. Và đây hai tay mic đây ạ. Đấy, các thân mến là em phải giới thiệu thật nhá, không giới thiệu sai đâu ạ. Đấy, lắp ráp tại Việt Nam các bác nhá. Đấy, loa tép phễu vàng các bác nhá. Đấy, anh em thích phễu đỏ, phễu trắng, phễu bạch kim đều được hết, ok chưa? Đấy, còn thùng thì là sơn đen, còn thích sơn màu đỏ cũng được các bác nhá. Nói tóm lại là nhận làm theo yêu cầu của bác, của anh em. Ví dụ như cái loa này các bác bảo là sơn màu vàng, ok, điện đặt trước em sơn màu vàng cho đơn giản, không có gì khó cả các bác nhé, đơn giản như đan cái rổ thôi. Đấy, còn đây là em giới thiệu chuẩn thật, loa mới tinh cả nhà nhá, giá 7.500.000. Loa GSX tiếng rất hay các bạn, có nghĩa là nó hay theo cái giá 7.500.000. Các bác mua một bộ âm thanh 7.500.000 chắc là không có rồi đúng không ạ? Các bác mua cả một cái loa này, di chuyển dễ, âm thanh hay, có cả bình ắc quy, 7.500.000, hát hòa cũng vô tư thoải mái các bác nhá, rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, em không giới thiệu sai cái gì đúng không các bác? Các chị em tập aerobic hoặc các bác thuê nhà tạm thời đúng không ạ? Hoặc là anh em bán hàng ngoài chợ, nói chung là loa kéo hợp lý lắm các bạn. Em có nhiều mẫu nhá. Đấy, em có nhiều mẫu lắm, mẫu 30 đơn, mẫu 40 đơn, mẫu 50 đơn. Đấy, 40 có một bát một chung một tép, 50 có một bát một chung một tép, nó có giá tiền khác nhau. Đấy, tùy theo cái công suất anh chị em cần dùng. Đấy, ok chưa? Và cái giá tiền anh em đầu tư, nói chung là cái loa kéo cứ trên dưới 10 triệu, 4, 5, 6, 7 triệu đúng không ạ? Hợp lý, nó tóm lại là âm thanh nó theo giá tiền, chứ không dùng cái từ chi tiết, không dùng từ sắc nét ở đây. Đấy, các bác thân mến là mong các bác của anh em cứ mua đúng nhá. Thị trường bây giờ có mấy cái loa đỏ, loa vàng thế ạ, bán giá trên trời đấy các bác ạ, bán giá chết rất là trên trời. Đấy, các bác để ý. Đấy, các bác nghe này, 7.500.000. Test thực tế luôn qua Bluetooth nhá. Ok chưa? Các bạn thân mến là mua hàng thì phải cẩn thận, vì bây giờ là người bán lừa người mua các bạn nhá. Em phải nói và dùng đúng luôn từ là người bán lừa người mua, vì người mua không biết đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Còn các bạn thân mến là em giới thiệu lại là những cái dòng loa này. Đấy đúng không ạ? Sơn màu vàng được, sơn màu trắng được, sơn màu bạch kim được. Các bạn thích sơn màu gì sơn thì các bạn màu đấy. Ok, vì nó dễ mà các bạn nhá. Loa kéo vừa tầm tiền, 7.500.000, 2 bát 40. Ok, các bác nhu cầu mua sắm thì cứ alo cho em nhé. Cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em muốn bán và giới thiệu những gì nó đúng nhất, nó thật nhất tới các bác và toàn thể quý anh chị em ạ.